Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ảnh ảnh động trên Facebook về điện thoại của mình. Mình đã tìm ở trên Google nhưng mà nhiều trang nó không vẫn chưa hướng dẫn cái này. Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn. Các bạn ấn vào cái địa chỉ là mediatenor.com này. Nó nhiều ảnh động nó sẽ có tên khác, các bạn chú ý và phần dưới của ảnh động. Sau đó các bạn ấn vào dấu ba chấm ở trên này, các bạn bằng mờ bằng trình duyệt, sau đó các bạn nhấn vào giữ, các bạn ấn vào phần lưu hình ảnh và sau khi chúng ta tải xuống được thì chúng ta sẽ có một cái ảnh như này. Và đây là quá trình tải ảnh động trên Facebook về đã thành công. Chúc các bạn thành công với những cái ảnh động này.